nay là ngày thứ ba, vậy là chúng tôi mới có 2 ngày trong 6 ngày học là NLP, và bây giờ là cái thời gian mà mọi người đang nghỉ giải lao, và tôi mời các bạn sẽ tham khảo một vài cái cảm nhận của học viên kết thúc sau 2 ngày học khóa học NLP, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy, 6 ngày thay đổi cuộc đời như thế nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tôn Nữ Khánh Hòa. Hiện nay mình đang ở trong cái ngày thứ ba của khóa học NLP. Phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Mình không nghĩ rằng là có một cái khóa học mà nó tuyệt vời đến như thế. Nếu như mà bạn vẫn còn đang loay hoay không biết mình nên làm thế nào với cuộc đời của mình, thì mình nghĩ là các bạn nên tìm ngay đến NLP để giải quyết hết các vấn đề của bạn. Thì anh thấy cái gì trong ngày hôm qua? Cuộc sống của tôi đã từng suy nghĩ là tại sao cuộc sống của mình lại bế tắc như vậy? Tại sao mình cứ phải loay hoay trong cái cuộc sống của mình mà mãi không tìm được cái lối ra? Và thậm chí tôi đã từng nghĩ là thôi kết thúc đi cho rồi chứ mệt mỏi lắm rồi, không thể nào mà chấp nhận cái cuộc sống như thế này được. Và chỉ cần 2 ngày ở lớp học này thôi, bây giờ tôi cảm thấy rất là yêu cuộc sống. Và tôi nghĩ tôi nó có gì là khó khăn đâu, chỉ là mình chưa biết mình phải làm như thế nào thôi. Đây là cảm tâm. Cho nên là tôi biết ơn mình. Nhà mình là Mido. Sau khi mình trải nghiệm 3 ngày của lớp NLP, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình cảm thấy những gì á, nó đều có sẵn ở trong mình hết rồi, nhưng mà mình chưa có biết sắp xếp trật tự như thế nào cho nó hợp lý và logic và làm việc hiệu quả. Đặc biệt là công việc của mình nữa, là khi gặp khách hàng là thế nào để hiểu họ hơn. Mình muốn trao cái giá trị cho họ, nhưng mà mình chưa biết cách sắp xếp như thế nào mà để họ cảm nhận được cái này có lợi ích cho họ hơn. Nhưng mà khi mình đến học lớp NLP rồi, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình đã biết cách vận dụng NLP vào đời sống, công việc và tất cả mọi thứ. Yeah. Xin chào các bạn, mình là Sakir Thùng Nguyễn. Và những bạn nào đang có ý định hiểu biết, muốn tìm hiểu về NLP thì ngay và lập tức các bạn đăng ký vào khóa học của NLP Certified Center, thì nó sẽ cho các bạn đột phá được con người của bạn. Và tất cả những thành viên ở đây sau 3 ngày học, các bạn cảm thấy là người khuôn mặt của họ rất là tươi tắn, hiểu ra được mọi vấn đề trong cuộc sống và những cái cảm nhận rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Vì trái tim tôi, các bạn và hãy sở hữu NLP, bởi vì NLP là cái gì vậy? Thì NLP là cái khoa học xuất sắc nhất để huấn luyện bộ não của chúng ta. Thì các bạn biết mọi vấn đề của con người, của mỗi người cá nhân chúng ta hay của cả cộng đồng này thì đều xuất phát từ bộ não. Và bộ não này quyết định mọi vấn đề, quyết định bạn là người thành công, quyết định bạn là người hạnh phúc, quyết định bạn là người có năng lực, quyết định hay là bạn người không có năng lực. Điều đấy nó quyết định từ đây hết. Và nếu như cuộc đời của bạn chưa thành công, chưa cảm thấy viên mãn, chưa cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đang thất vọng về cuộc đời mình, thì NLP là khoa học sẽ sắp xếp lại cho toàn bộ. Bởi vì bạn đã có mọi nguồn lực thành công trong bạn rồi, chỉ là bạn chưa biết cách sắp xếp lại để phối hợp nó trở thành sức mạnh trong bạn mà thôi. Hãy đến với NLP ngay lập tức. Hãy đến với NLP ngay lập tức. Bạn sẽ kiến tạo lại cuộc đời của bạn như mong muốn. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer thuộc AB NLP Hoa Kỳ.